Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin sáng của chúng tôi. Bản tin sáng được cập nhật đến 6 giờ hàng ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cựu cục phó thuế thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận làm sai quy định gây thất thoát 331 tỷ đồng. Vụ đốt nhà trọ vì ghen ở Đồng Nai, nghi phạm tử vong. Bắt nghi phạm dùng sổ đỏ giả lừa đảo 400 triệu đồng. Kiên Giang kiểm tra quán karaoke, gần 80 người dương tính với ma túy. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đến Bắc Kinh nỗ lực tăng cường liên lạc với Trung Quốc. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 6 giờ hôm nay. Theo thông tin từ VN Express, đội tuyển bóng đá nữ U20 Australia hôm qua mùng 4 tháng 6 đã tập huấn với các thành viên đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam tại Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc UNIS, Hà Nội. Trong hoạt động có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Albanese bày tỏ vui mừng về việc đội tuyển của hai nước đều góp mặt trong Cúp bóng đá nữ thế giới 2023 sắp diễn ra. Hai thủ tướng lắng nghe kinh nghiệm và những thách thức mà các nữ cầu thủ trải qua để đạt được giấc mơ của mình. Hai đội tuyển cũng trao tặng áo thi đấu cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Albanese. Thủ tướng Albanese đến Hà Nội hôm mùng 3 tháng 6, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 2 ngày. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Liên quan đến một số cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định ở Đồng Nai, hôm qua 4 tháng 6, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành, chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, ghi nhận từ báo Chính phủ. Cụ thể, các đơn vị thực hiện nghiêm túc luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế, quy trình khám chữa bệnh của Bộ Y tế và nghiêm cấm các hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bộ cũng cần chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh được xác định có hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cần giao cho Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành thực hiện xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Báo VN Express đưa tin liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu cục phó thuế thành phố Hồ Chí Minh và 17 cựu cán bộ cục thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 6 tháng 6. Cơ quan công tố xác định Thủ Đức House có số tiền hoàn thuế tăng đột biến, doanh nghiệp bên mua và bán có quan hệ liên kết. Các cán bộ cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, không đối chiếu số liệu, báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, vẫn thực hiện hoàn thuế trước khi kiểm tra. Là người có chức vụ cao nhất liên quan đến sai phạm, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh khai đã không thực hiện đúng quy định về hoàn thuế liên quan Thủ Đức House, khiến nhà nước bị thất thoát hơn 331 tỷ đồng. Thông tin từ Vietnamnet, tiến sĩ bác sĩ Trần Thanh Tùng, trực lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai nạn nhân trong vụ đốt phòng trọ vì ghen tuông ở Đồng Nai đã tử vong. Trước đó, người đàn ông tên Hiếu, 46 tuổi, tử vong vào 22 giờ đêm qua 3 tháng 6. Đến sáng nay, bệnh nhân nam 15 tuổi cũng không qua khỏi. Hai nạn nhân này nhập viện sáng 3 tháng 6 với chẩn đoán bỏng rất nặng và sâu 90% cơ thể, theo dõi bỏng hô hấp. Ngay thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ đã tiên lượng tình trạng nạn nhân rất nặng, tiến hành hồi sức và nội soi đường thở ngay tại khoa cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, diễn biến xấu dần. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, hôm qua ngày 4 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Minh Kháng, 36 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, An Giang về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Theo điều tra, Kháng lên mạng xã hội tìm người làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Trần Hữu Linh với giá 3,8 triệu đồng. Sau đó, Kháng dùng giấy chứng nhận giả để vay tiền ông NVM, tên viết tắt, 400 triệu đồng. Khi ông M đem hồ sơ ra bộ phận một cửa huyện Châu Phú để sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả nên trình báo công an. Sau đây là những thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật. Báo Vietnamnet đưa tin, hôm qua 4 tháng 6, anh Cao Văn Thình, sinh năm 1988, chủ trang trại chăn nuôi gà ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết sự cố mất điện trong sáng ngày 3 tháng 6 khiến trang trại chịu thiệt hại nặng nề. Mất điện đột ngột, khi đóng điện máy phát thay thế thì motor quạt thông gió bị chập cháy, không khí không thể lưu thông, cộng với việc thời tiết nắng nóng, nhiệt độ chuồng nuôi tăng nhanh khiến gần 1.000 con gà sốc nhiệt lăn đùng ra chết, thiệt hại gần 100 triệu đồng. Được biết trang trại gà của anh Thình gặp sự cố, hội thiện nguyện xã Diễn Thọ cùng làng xóm đã chung tay xử lý số gà chết, giúp anh vớt vát lại tài sản. Hôm qua ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Thông tin ban đầu, người dân sống tại khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức đi tập thể dục thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh dưới khuôn viên của tòa S603 chung cư. Khi người dân chạy lại thì thấy một người đàn ông đã tử vong dưới sân chung cư. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Theo báo công an, danh tính nạn nhân được xác định là ông NTT, tên viết tắt, 74 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, ông T cùng con ruột thuê căn hộ sống tại tầng 19, tòa S603. Bước đầu nghi vấn nạn nhân rơi từ tầng này xuống. Ghi nhận từ Việt Nam Plus, Công an Kiên Giang hôm qua 4 tháng 6 cho biết, lực lượng công an đã phát hiện 76 nam nữ dương tính với ma túy trong một quán karaoke ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, kiểm tra 12 phòng tại quán karaoke Lucy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn karaoke Victory, công an phát hiện có 110 nam nữ thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy. Thấy công an kiểm tra, nhiều người tìm cách tháo chạy nhưng đã bị khống chế. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 6 gói ni lông và 13 viên nén nghi là ma túy. Test nhanh 110 người, kết quả có 76 người dương tính với ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hai đối tượng gồm Phạm Minh Kha, 37 tuổi và Hồ Phương Anh, 23 tuổi để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Những người còn lại được bàn giao về công an địa phương để tiếp tục xử lý theo quy định. Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ hai người vận chuyển hung khí nguy hiểm từ đất liền ra Phú Quốc, dương tính ma túy. Thông tin ban đầu, chiều ngày 2 tháng 6, tại cảng Phà Thạch Thới, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô do ông Minh Phụng, 49 tuổi, điều khiển, chở theo bạn gái là Trần Thị Ánh Nga, 38 tuổi. Thông tin từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra trên người và trên phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai dao tự chế, một vật giống súng bắn đạn pháo và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh, cả hai người này đều dương tính với chất ma túy. Đây là kết quả mà Công an thành phố Phú Quốc triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án về tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn mùa du lịch. Báo Dân Trí đưa tin, hôm qua 4 tháng 6, Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Đại Vũ, 34 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, ngày 2 tháng 6, quản lý miếu Bà Chúa Xứ, Vàm Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, chuẩn bị tổ chức lễ cúng bái, thì phát hiện sợi dây chuyền vàng 18 k, khoảng 1,4 lượng, đeo trên cổ tượng Bà Chúa Xứ biến mất. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Lê Đại Vũ, 34 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, là người trộm sợi dây chuyền vàng. Vũ là thầy cúng được thuê thực hiện các nghi thức lễ tại miếu Bà Chúa Xứ. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông tin từ VOV, người phát ngôn quân đội Ai Cập, Đại tá Gareth Andel Hafez cho biết, một sự cố an ninh đã xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 6 tại khu vực biên giới giữa Ai Cập và Israel khiến 4 người thiệt mạng. Sự cố xảy ra sau khi một nhân viên an ninh Ai Cập phụ trách đảm bảo an ninh tuyến biên giới quốc tế tiến hành truy đuổi những kẻ buôn bán ma túy. Trong quá trình truy đuổi,
nhân viên an ninh này đã vượt qua hàng rào an ninh ở biên giới giữa Ai Cập và Israel, xảy ra vụ nổ súng. Hậu quả, vụ đụng độ đã khiến 3 binh sĩ Israel và 1 nhân viên an ninh Ai Cập thiệt mạng, ngoài ra còn có 2 người khác bị thương. Chính quyền Ai Cập đã triển khai tất cả các biện pháp tìm kiếm, kiểm tra và tăng cường an ninh trong khu vực, cũng như thực hiện các biện pháp pháp lý liên quan đến vụ việc. Việt Nam Express đưa tin, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kristen Brink tới Bắc Kinh vào hôm qua 4 tháng 6 để thảo luận những vấn đề chính trong mối quan hệ song phương thông qua các cuộc họp vào tuần tới, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Đi cùng ông còn có Giám đốc phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sarah Perrin. Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang căng thẳng vì hàng loạt tranh cãi từ vấn đề Đài Loan đến Biển Đông, hay sự cố khí cầu hồi tháng 2. Chuyến công tác của ông Britton Brink diễn ra sau chuyến thăm Trung Quốc vào tháng trước của Giám đốc CIA William Burns. Theo một quan chức Mỹ, ông Burns đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc tình báo mở khi gặp những người đồng cấp Trung Quốc. Báo tin tức ghi nhận, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak, vừa bình luận trên mạng xã hội Twitter rằng lộ trình của Indonesia giống như một bản đề xuất song sinh của Nga. Cố vấn Polodia nhắc lại quan điểm của Kiev rằng chỉ có một đề xuất thực tế là Nga rút khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã đề nghị cả quân đội Nga và Ukraine rút 15 km khỏi vị trí hiện tại, tạo ra một khu vực phi quân sự được giám sát bởi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Ông cũng đề xuất tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hợp Quốc bảo trợ để xác định các vùng lãnh thổ tranh chấp trong tương lai. Điện Kremlin vẫn chưa bình luận về đề xuất của Indonesia. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.